Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn 35 năm, những câu chuyện hậu trường của Tây Du Ký 1986 lại lần nữa thu hút sự quan tâm của khán giả. Tây Du Ký ra đời trong hoàn cảnh khó khăn do được sản xuất vào thập niên 80, thời mà kỹ xảo điện ảnh còn thô sơ lạc hậu. Với vốn đầu tư 6 triệu nhân dân tệ, tuy là một khoản tiền rất lớn thời bấy giờ, nhưng cũng không đủ trang trải cho toàn bộ phim, thế nên các diễn viên cũng chỉ nhận được thù lao tượng trưng, ít ỏi. Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính, nhân lực, phương tiện kỹ thuật vẫn không làm ảnh hưởng đến quyết tâm làm phim Tây Du Ký của nữ đạo diễn Dương Khiết và ekip làm phim. Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi các tờ báo viết về phim Tây Du Ký đều không quên nhắc đến quá trình làm phim gian nan và còn xem đây là bộ phim thể hiện quyết tâm, ý chí và tinh thần đoàn kết của người Trung Quốc. Mới đây, một đoạn clip hậu trường của bộ phim kinh điển này đã được tiết lộ sau 35 năm. Qua đó, người xem càng thêm hiểu được những khó khăn, gian khổ của ekip làm phim suốt 6 năm trời quay ròng rã. Do không có diễn viên đóng thế, vì các cử chỉ và điệu bộ của Tôn Ngộ không rất khó bắt chước nên đa phần các cảnh quay bay lượn trên không bằng cáp, Lục Tiểu Linh Đồng đều tự mình thực hiện nên ông là người bị tai nạn nhiều nhất. Trường đoạn Hồng Hài như dùng tam muội chân hỏa để đốt, do lửa cháy yếu, đạo diễn đã cho lửa cháy lớn khiến Tôn Ngộ không bị bỏng rất nặng phải nằm 3 tháng theo yêu cầu bác sĩ. Trường đoạn tập 17 và 18 quay các ngoại cảnh tại Thổ Lỗ Phồn, Lục Tiểu Linh Đồng nhiều lần bị đứt dây cáp. Mặc dù bị hạn chế phần kỹ xảo, nhưng các tạo hình nhân vật trong Tây Du Ký rất bắt mắt. Ví dụ như Mã Đức Hoa ngoài đời có thân hình gầy gò, nhưng khi lên phim lại được độ nhiều lớp để biến hình thành Trư Bát Giới to béo. Chỉ bằng phương pháp thủ công mà năm xưa các nhà làm phim đã hoàn thành bộ phim kinh điển Tây Du Ký, điều đó đã được giới làm phim xem là niềm tự hào. Và còn là bởi phóng đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phát triển của truyền hình Trung Quốc. Lưu Lễ, người phụ trách dàn dựng kỹ xảo phim Tây Du Ký cho biết, trong phim đã sử dụng hơn 1.000 cảnh quay kỹ xảo, thế nhưng anh cũng thừa nhận, với kỹ thuật làm phim lúc bấy giờ thì chưa thể gọi đó là kỹ xảo, bởi nó đều được làm bằng sức người, phương pháp thủ công, dựng phim ghép hình. Ví dụ như cảnh phim dưới đây, nếu như thời nay chỉ cần xử lý đồ họa là có thể làm cây gậy biến mất thì ngày xưa nhân viên hậu trường phim đã chạy đến lấy cây gậy. Nếu trên phim Đường Tăng là người nhã nhặn, thư sinh thì ngoài đời, nam diễn viên Từ Thiếu Hoa lại rất năng nổ, hoạt bát. Ngoài diễn xuất, ông còn đảm nhận cả vai trò lái xe cho đạo diễn Dương Khiết. Tôn Ngộ không bị chó cắn rách quần trong tập Đại chiến Nhị Lang Thần. Theo đúng kịch bản trong tập phim Giao chiến Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ không bị binh tướng nhà trời xua khuyển phong thần ra núi Bắc. Và khi đó, cảnh quay được quay tại vườn Bách Thảo Lộc Sơn, Giang Tây. Đoàn làm phim đã mượn chú chó Bét Di của đội quản lý rừng. Ở cảnh quay Tôn Ngộ không chiến đấu với thiên khuyển, Lục Tiểu Linh Đồng được treo bằng một sợi dây cáp nối với trồng trọc và được nhân viên đoàn vừa kéo vừa chạy để tạo cảnh Tôn Ngộ không bay lên cao thoát khỏi sự truy đuổi của thiên khuyển. Thế nhưng chú chó hung dữ không chịu nghe lời, khi bị Tôn Hành Giả trêu ghẹo đã nhảy lên đuổi và cắn rách một mảng quần của Tôn Ngộ không. Chính Lục Tiểu Linh Đồng cũng một phen hú hồn vì cảnh quay này. Ông cho biết may mắn khi đó được kéo lên kịp thời nên chú chó chỉ cắn phải quần ông chứ chưa trúng vào người. Thế nhưng vì chú chó hung dữ nên cũng đã để lại vết xước trên chân ông. Chú chó hung dữ đó vốn dĩ rất khó bảo ban, cứ thấy người của đoàn làm phim là cắn, sủa rất dữ dội. Khi đó chủ nhân của chú chó lại đang làm việc nên không thể giúp đỡ đoàn làm phim quản lý chú chó. Vì vậy cả đoàn phải rất khó khăn, không biết nên làm thế nào để bảo ban chú chó. Mãi sau đó khi người này đến góp mặt vào đoàn, mọi việc mới được tiến hành. Sau đó đoàn phim đã phải mượn thêm một chú chó của lực lượng cảnh sát Bắc Kinh. Chú chó giống thuần chủng, được đào tạo bài bản nên diễn xuất tốt và rất biết nghe lời. Nó còn rất thân thiện với mọi người, những cảnh quay cũng vì thế mà được tiến hành thuận lợi. Cả đoàn khốn khổ vì cảnh bồng lai. Trong Tây Du Ký có rất nhiều cảnh thần tiên ở chốn bồng lai. Thế nhưng đoàn làm phim phải thừa nhận để dựng được cảnh ấy thật sự rất cực khổ. Cảnh chốn bồng lai tiêu biểu với mây mờ giăng phủ, các thần tiên bay trên những tầng mây. Khi đó thiết bị hiện đại lại chưa có, công nghệ kỹ xảo cũng chưa cao, vậy nên mỗi cảnh quay chốn bồng lai, đoàn làm phim đều phải huy động rất nhiều bình băng khô CO2 rắn. Sau mỗi cảnh, họ mở cửa cho khí thoát ra bớt. Khí CO2 khiến người yếu rất dễ bị ngất xỉu. Sau đó mới tiếp tục cảnh tiếp theo. Đạo diễn Dương Khiết giờ vẫn không quên kỷ niệm hú hồn vì băng khô. Đạo diễn Dương Khiết cho biết một lần, đoàn làm phim thực hiện cảnh một vị thần lướt trên những tầng mây. Để thực hiện cảnh này, diễn viên đứng trên băng trượt và được một nhân viên ngồi khom lưng, cho người chìm vào lớp khói, không xuất hiện trên màn hình kéo đi. Cảnh quay thực hiện lại nhiều lần nên nhân viên kéo xe đã ngất xỉu vì hít khí CO2 quá lâu. Nhân viên được đưa đi cấp cứu, đạo diễn và đoàn phim cũng được một phen hú hồn hú vía. Cũng trong những cảnh quay mây khói này,
không ít diễn viên xây sẩm mặt mày vì trượt ngã trên sàn ướt nhẹp. Chính Tôn Ngộ Không cũng bị một cú lộn nhào ẻm. Ở tập Phá Vườn Đào, Đại Thánh Trộm Linh Đơn quăng bật Mã Ôn say rượu tới Trộm Linh Đơn. Lục Tiểu Linh đồng mãi mê diễn cảnh say nên đã không may ngã nhào. Nhưng thay vì hô cắt, đạo diễn Dương Khiết vẫn tiếp tục cho ghi hình. Và sau này bà nói, cảnh ngã càng trở nên chân thực. Hầu Vương xuất thế khiến cả đoàn bị sóng đánh tàn tác. Trong tập Một Tay Du Ký, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một tảng đá nằm ven biển. Chính những con sóng dữ dội đập vào tảng đá khiến nó nứt ra, Tề Thiên Đại Thánh từ đó xuất thế. Cảnh quay đó được thực hiện vào tháng 10 năm 1984 tại bờ biển Bắc Đới Hà, nơi có những con sóng lớn, phù hợp với bối cảnh. Phó quay phim Đường Kế Toàn kể lại, trong một cảnh quay Tôn Ngộ Không nhảy lên từ tảng đá nổ khiến cả đoàn mất rất nhiều tâm sức. Trước đó, đoàn phim đã kỳ công chuẩn bị một tảng đá đạo cụ, nhưng trong quá trình di chuyển, tảng đá bị nứt, buộc bộ phận mỹ thuật phải sửa chữa. Vì vậy, đoàn làm phim phải sử dụng các miếng xốp nhựa, cát, xi măng để hàn lại vết nứt, đồng thời gắn kiếp nổ chuẩn bị cho cảnh Thạch Hầu ra đời. Cả người lẫn đá đã ướt sũng vì sóng biển tạt dữ dội, vật vã mãi cuối cùng mới có thể ghi được những hình ảnh giá trị. Trốn Bồng Lai được dựng ở phòng tập thể dục của trường đại học. Cảnh quay Trốn Bồng Lai cũng là một trong những cảnh đáng nhớ trong Tây Du Ký. Để tạo khung cảnh vườn đào chốn tiên cảnh, đoàn làm phim đã sử dụng thiết bị ánh sáng và máy tạo khói. Nhằm tạo sự chân thật cho các thước phim, đoàn làm phim đã ra tận ngoại ô để mua những cây đào thật đem về trường quay. Thế nhưng cây đào thật lại hơi ít lá nên chỉ trong vài ngày đã héo rũ. Vì vậy, đoàn làm phim lại phải huy động người làm lá giả dán lên cành đào. Còn quả đào căng mọng, to và đẹp trong phim cũng đã được biến hóa một cách kỳ ảo qua đôi tay của thiết kế đạo cụ. Bằng những nan tre mỏng được uốn, họ dán lớp giấy bên ngoài, rồi phết màu sao cho màu sắc tự nhiên. Và những trái đào thật được đặt bên trong trái đào giả. Quả đào giả được khoét một lỗ, sau đó cho đào thật vào phía trong. Diễn viên như vậy có thể cầm trái đào lên và cắn thật, trong khi chiều hướng về ống kính vẫn là những trái đào giả to ngược mà. Đặc biệt nhất chính là khung cảnh của Trốn Bồng Lai. Khi đó, vì kinh phí eo hẹp nên đoàn làm phim không thể thuê được trường quay hoành tráng, chuyên nghiệp. Để quay cảnh Trốn Bồng Lai, đoàn làm phim đã thuê một phòng tập của một trường thể dục. Trường quay này vừa đáp ứng được yêu cầu rộng và rẻ. Sau đó, đoàn làm phim sẽ trang trí để trông lung linh và huyền ảo hơn. Đường Tăng Nhí bạch ù cả hai tai vì cảnh quay phóng sành cá. Trong tập Bị Giam ở Ngũ Hành Sơn có đoạn giải thích về xuất xứ của Đường Huyền Trang. Đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh éo le, trôi dạt đến chùa và được các nhà sư nuôi nấng. Tập này được quay ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, có khung cảnh rất đẹp. Ngôi đền nơi ghi hình được xây dựng trong thung lũng lưng chừng núi, lọt giữa núi và những vách đá. Mặt sau của ngôi đền có một khoảng ao nhỏ. Đây chính là nơi ghi hình cảnh chú tiểu Đường Huyền Trang thả con cá mua được của một ngư dân. Diễn viên đóng sư phụ thời nhỏ là một cậu bé người Bắc Kinh, có gương mặt, dáng vóc rất khôi ngô, tuấn tú, nhiều nét rất giống Từ Thiếu Hoa, người đóng vai sư phụ trưởng thành. Cậu bé đóng rất đạt, từ cảnh chạy lên những bậc cầu thang, ôm con cá nhỏ vào vạt áo, sau đó thả vào ao, đến gương mặt hoan hỉ sau khi làm việc thiện. Thế nhưng điều đáng nói là con cá cứ mỗi lần thả ra đã nhảy xuống nước và mất hút nhanh như chớp, trong khi ống kính máy quay chưa kịp ghi xong hình ảnh, khiến nhân viên phải dùng đạo cụ bắt lại. Để tránh đạo cụ cá bỏ trốn, nhân viên trong đoàn nghĩ ra cách nối con cá với một sợi dây ni lông, mắt thường khó mà phát hiện. Cũng nhờ vậy mọi việc mới suôn sẻ, chỉ khổ cho Tiểu Hòa Thượng phải diễn nhiều lần chạy lên chạy xuống cầu thang nên mà đù cả hai tay. Mặc dù phim tạo được ấn tượng và được phát lại nhiều lần nhất trong lịch sử Trung Quốc, nữ đạo diễn Dương Khiết từng không muốn xem bộ phim do bà chỉ đạo. Bà thường nhắc đi nhắc lại vì thiếu kinh phí nên không thể làm phim Tây Du Ký đẹp hơn. Do đó, với kỹ xảo thô sơ, nhiều cảnh quay trong phim không được như ý. Thiên sinh Thang San Zha tham kiến Nữ Hoàng Bị Hạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
睁眼看我，还说什么四大皆空。要是你睁开眼睛看看我，我不相信你两眼空空。贫僧许身佛门，正是为了解救芸芸众生。那么眼前就有需要你解救的芸芸众生。鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉，悄悄问声色女儿美。